Hôm nay Kim à... Build a bear. Đây là không gian bên trong. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn hình gấu chọn mùi hương cho gấu chọn nhạt cắn vào tay gấu và sau đó bơm bông gòn. Kim chọn gấu màu kem rất dễ thương. Sẽ chọn 3 trái tim kèm theo điều ước để bỏ vào bên trong gấu. Và sau đó may lại. Là khu quần áo cho những bé gấu. Con gấu này rất dễ thương. Có rất nhiều quần áo để lựa chọn. Kim chọn áo màu tím có họa tiết cầu vồng cho em gấu. Quần này rất dễ thương. Chúng ta sẽ chọn đôi giày này. Màu của giày rất hợp với chiếc áo. Cuối cùng là in giấy khai sinh cho gấu, trả 60 đô tiền tạo gấu và đón thêm thành viên mới thôi. Welcome to Baby Vivian Kim Channel. I am 2 years old. I love helping my mom. I love cooking yummy foods. New video every Wednesday. I hope you all enjoy my videos. Please like, share, and subscribe my channel.